Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ Bản tin về cuộc bức hại Falun Công tại Trung Quốc Đại Lục Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây Tin tức thứ nhất Hai nữ học viên Sơn Đông bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Tây Nhà của họ bị cảnh sát ngoại tỉnh đột kích Tin tức thứ hai Giáo viên nghỉ hưu một lần nữa phải đối mặt với cáo trạng sau 9 năm bị cầm tù phi pháp chỉ vì tu luyện Falun Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất hai nữ học viên Sơn Đông bị bắt giữ ở tỉnh Quảng Tây, nhà của họ bị cảnh sát ngoại tỉnh đột kích. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hai học viên Pha Luân Công là cư dân thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ ở huyện Long Thắng, tỉnh Quảng Tây vào ngày 13 tháng 5 năm 2024 sau khi họ bị tố giác vì nói với người dân về cuộc bức hại Phát Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Khưu Hồng Mai là công nhân nghỉ hưu tại công ty dịch vụ Tân Đại của Mò Dầu Thắng Lợi, và bà Lý Hồng Lị gần 60 tuổi, một công nhân nghỉ hưu tại công ty cấp nước của mỏ dầu Thắng Lợi, cùng nhau đi nghỉ tại Long Thắng và họ giảng chân tướng phát luân công cho người dân tại đó. Cục Công an huyện Long Thắng và đồn Công an Long Tích trực thuộc đã bắt giữ hai người phụ nữ này sau khi nhận được tin báo rằng họ đang truyền bá phát luân công. Hiện cả hai nữ học viên này đang bị giam giữ trong trại tạm giam số 2 thành phố Quế Lâm, huyện Long Thắng trực thuộc thành phố Quế Lâm. Từ khi bị bắt giữ, thân nhân của hai học viên này không được phép vào thăm họ ba người từ Cục Công an huyện Long Thắng, trong đó có một người họ Lương, đã di chuyển hơn 1.200 dặm tới thành phố Đông Doanh vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Họ phối hợp với người từ phân Cục Công an Tân Đông ở Đông Doanh đột nhập vào nhà bà Lị, tịch thu của bà các kinh sách, pháp luân công và các tài liệu thông tin. Sáu ngày sau, cùng nhóm cảnh sát này tới nơi làm việc của chồng bà Khưu và cố gắng lục sát phòng ký túc xá của ông. Ông từ chối mở cửa nên cảnh sát đã rời đi. Họ đột nhập vào nhà của vợ chồng bà Khưu khi không có ai ở nhà. Họ lấy đi các kinh sách pháp luân công, máy tính sách tay và những vật dụng có giá trị khác. Một người của phân cục công an Tân Đông gọi cho con gái bà Khưu, vốn đang sống ở một thành phố khác, và lệnh cho cô quay lại đông doanh để hợp tác với họ thu thập chứng cứ chống lại mẹ cô. Cô từ chối tuân theo. Trước đó, bà Khưu đã bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức sau khi bà bị bắt vào ngày 25 tháng 3 năm 2005. Khi ấy con gái bà mới 4 tuổi và phải sống với ông bà ngoại. Tại trại lao động nữ số 2 vương thôn, bà Khư bị tra tấn tàn bạo, bà bị cấm ngủ, bị treo lên, đánh đập, sốc điện bằng dùi cui điện và bị nhét rẻ vào miệng. Do bị đánh đập, một chiếc răng của bà bị rụng, còn một chiếc khác thì lung lay. Bà từ chối uống thuốc nước không rõ nguồn gốc và lính canh Lý Ái Cường cưỡng chế bà uống. Không ép được bà, anh ta dùng khăn bịt mũi và miệng bà. Ngay lập tức bà bất tỉnh. Khi bà tỉnh lại, bà cảm thấy chóng mặt và đau đầu lính canh lý còng tay bà trong suốt quá trình đó kết quả là da ở cổ tay bà bị rách và chảy máu anh ta lệnh cho bà đứng dậy ngay khi bà cố gắng dựa vào tường để đứng dậy lính canh đinh hải anh đá bà ngã xuống rồi lại lệnh cho bà đứng dậy ngay lập tức một lính canh khác là lý thiến còn dùng dây trói chặt hai tay bà lại khiến bà đau đớn vô cùng kết quả là bà bị mất cảm giác ở tay và không thể trở lại như cũ sau khi được thả về tin tức thứ hai, giáo viên nghỉ hưu một lần nữa phải đối mặt với cáo trạng sau 9 năm bị cầm tù phi pháp chỉ vì tu luyện phát luân công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Một giáo viên nghỉ hưu ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang bị đối mặt với cáo trạng chỉ vì tu luyện phát luân công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Bà Mạnh Khánh Khiết, khoảng 71 tuổi bị một nhóm cảnh sát mặc thường phục của phân cục công an quận Thẩm Hà và đồn công an Đông Lăng bắt giữ tại nhà vào khoảng 7 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2024. Họ lục soát nhà bà mà không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh khám xét. Đêm hôm đó, họ đưa bà vào trại tạm giam số 1, thành phố Thẩm Dương. Ban đầu, gia đình bà Mạnh không nhận được bất cứ thông tin cập nhật nào về tình trạng của bà. Khi họ yêu cầu trả lời, cuối cùng cảnh sát mới cho biết trường hợp của bà đã bị chuyển tới Viện Kiểm sát quận Thẩm Hà. Người nhà bà được thông báo qua điện thoại vào ngày 16 tháng 8 năm 2024 rằng lệnh bắt giữ bà đã chính thức được ban hành và trường hợp của bà do Viện Kiểm sát Khu Phát triển Thẩm Dương phụ trách. Người gọi từ chối cung cấp ngày ban hành lệnh bắt giữ, hiện bà Mạnh đang phải đối mặt với cáo trạng. Bà Mạnh dạy tiểu học trong 30 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2008 và dành 10 năm cuối cùng trong sự nghiệp của mình giảng dạy tại trường tiểu học trực thuộc Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương. Trong nhiều năm, bà bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước lần bắt giữ mới nhất này, bà đã phải thụ án lao động cưỡng bức phi pháp 3 năm từ năm 2005 tới năm 2008 và một án tù phi pháp 6 năm từ năm 2012 tới năm 2018. Lương hưu của bà bị đình chỉ sau khi bà mãn hạn tù vào năm 2018. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.